em trở lại với cái kênh mình nha. Hôm nay thì mình sẽ vào đây ấy, thì mình sẽ chơi game, là con game gì đây anh em ơi? Cufang nha. Đấy, đây một con game mình thấy rất nhiều người chơi hiện nay nha. Thì vốn mình hôm nay đang có đó 6V. Đấy, đây là số vốn mình nghĩ rất to nha. Hôm nay mình sẽ vào đây chơi tài xỉu vàng. Các bạn nhớ này, chơi con game nào ấy, quan trọng nhất các bạn biết cái điều gì không? Đó là nó phải đổi thưởng thành công ấy đã. Đổi thưởng con game này thì mình đã đổi thưởng thành công nhiều lần rồi, thành ra mình yên tâm chơi. Cái thứ hai là nó đỡ bịp hơn, nghĩa là nó đỡ soi hơn này, nó đỡ cài người nó vào để chơi hơn này. Đấy, và hôm nay mình sẽ chơi tài xỉu xem sao nha. Đấy, và hôm nay thì các bạn nhớ rằng là mình có hai con dê mình sẽ để ngẫu nhiên trong cái video. Các bạn tải phía link phía dưới thì sau đó nhập vào các bạn sẽ được nha. Nói chung là lâu lâu mình có cái để tặng anh em thôi, không có nhiều đâu. Con dê thì chủ yếu là để anh em gọi là có tiền free thôi, chứ không có nhiều đâu anh em ạ. Nói chung là mình có con dê free thì hầu như mình sẽ đều tặng anh em thôi. Đấy, ván đầu tháng này ngon luôn anh em, perfect game. Rồi, tuyệt vời anh em nha. Ván đầu tháng là tuyệt vời rồi. Sợ thua ấy chứ, chứ ván đầu tháng là ngon game rồi anh em ạ nha. Ván đầu tháng là quá là ngon luôn rồi đấy, chứ đéo phải đơn giản đâu. Sợ là ván đầu thua luôn ấy chứ, ván đầu mà thắng là perfect game rồi. Ván này thắng là perfect game lắm này. Trời ơi, nó về 12 anh em ạ, vãi đạn. Tiếc thế. Quá là thắng tiếp thì ngon rồi đúng không? Nhưng đó chỉ là nếu thôi anh em, nếu thôi anh em ơi. Không, đợt này đéo có chuyện nếu không. Một là thắng, hai là thua thôi, chứ đéo còn là nếu mà mình thắng như thế này hay thế kia đâu, đéo có đâu anh em. Một là thắng, hai là thua thôi. Thắng thì gọi là hên thôi, còn thua thì phải chấp nhận thôi anh em nha. Đừng có bao giờ nói nếu như mà mình lúc nãy là mình nghĩ như thế này thì mình đã thắng rồi. Không có chuyện nếu đâu anh em ạ. Anh em mà đánh cứ nói chứ nếu như vậy thì khi nào anh em mới thắng được, đúng không? Pha này mình hên này, 11 luôn này, 83 là 11 luôn này. Pha nó mình lệch chút xíu là mình thua rồi đúng không? Hôm nay 6 mê mình chuẩn lên 10 mê thôi là mình nghĩ luôn rồi anh em ạ. Đừng có tham nha, đừng có tham ăn to. Ăn to anh em, tham ăn to này anh em, trước sau gì anh em ra đảo thôi à. Mình chỉ cần ăn nhỏ thôi, nhưng mà khó lắm anh em, đéo phải dễ đâu. Nếu mà dễ thì ai chơi mà giàu rồi anh em đúng không? Mình nói chung là mình có mẹo gì mình đều chia sẻ anh em cả thôi. Chứ mình đéo giấu giếm gì đâu. Nhưng mà quan trọng ăn được nó hay không thôi chứ. Chứ đây lúc này giờ khá là xui rồi đấy. Đéo thấy thắng gì rồi đấy. Xíu ván này đi. Khó ăn đấy chứ đéo phải dễ ăn đâu anh em. Nếu mà dễ ăn thì ai cũng chơi đấy. Ôi dồi ôi, lúc này lá cái mình đặt 4B đây kìa. Đéo trúng là toang đấy. Ơi già may nó trả về bớt. Ui may nó trả về bớt anh em ạ. Không là bà đã thua rồi. Hên đấy. Hên đấy anh em. Không phải đơn giản đâu. Xíu ván này đi. Thế ván này đi. Đặt mê đi. Lại lác rồi. Lác rồi anh em ạ. Vãi đạn kìa. Cái đéo gì vậy trời. Game bữa rào này toàn lác thế nhở. Hay là gió mạng mình anh em. Mình đéo biết luôn. Mạng do mạng mình anh em. Mạng mình rào này chán quá. Đéo biết như thế nào đây. Ôi rồi, mày pha đó nó về mạng yếu ấy, chứ không pha đó mình đặt xỉu là thua rồi anh em đúng không? Lúc này mình nói mình đặt xỉu đấy mà. May là nó mạng yếu ấy. Như thế nó gọi là hên đấy anh em. Chứ pha nó không mạng yếu thì mình thua chắc, phải có đéo gì nữa đâu, đúng không? Ôi rồi, nhưng mà ván này nó không thua anh em. Phần đéo nào nó không thua, thua mất 40 năm rồi. Khó ăn thế. Đợt kiếm tiền đi nào, đéo phải dễ anh em. Ván này thắng đây nào, thắng là ngon luôn này. Chơi thì mình chỉ muốn thắng thôi, chứ đéo muốn thua đâu. Ai muốn thua là kệ. Còn mình chỉ quan trọng nhất của mình là muốn thắng và thắng và thắng và thắng anh em. Đéo gì vậy trời. Toàn thua không ấy anh em ạ. Tài một dãy luôn. Thế mình lỡ theo, lỡ đâm theo leo lao luôn đi. 20 năm luôn anh em. Vài thua là mình nghĩ luôn. Thua là đôi khi mình bơm vào 4 mê rồi đấy. 4 mê cuối cho tròn 10 mê mình chỉ cần hòa vốn là mình nghĩ thôi. Đôi khi như vậy anh em. Chơi mà. Nhưng mà hy vọng là nó đừng có cho thua. Đấy rồi, trời tuyệt vời anh em. Được nha, may đấy. May đấy anh em ạ. Không pha đó thua là toang đấy. Đéo phải dễ đâu. Một mê năm này, một mê năm ván này đi.
chơi đéo phải dễ đâu anh em, lúc này giờ dễ thì mình lúc này giờ mình thắng to đấy anh em đúng không? Còn đéo dễ anh em ạ. Lúc này mình đã thắng cái gì đâu, toàn hòa không ấy chứ. Ván này thắng thế nào? Trời ơi, nó về cái đéo gì về trời. Thôi ván này đặt tất tay luôn này, đặt tất tay một ván này luôn nha, đặt tất tay ván này luôn đi, một là thắng thắng luôn đi, hai là thua thua luôn đi anh em. Chơi tới bến với nó luôn anh em ơi. Hy vọng nó sẽ gọi là một kịch bản đẹp cho mình, đó là mình sẽ thắng ấy. Kịch bản đẹp như vậy thôi, còn kịch bản xấu là mình sẽ thua thôi anh em, còn ra đảo thôi. Xem cái kịch bản xấu hay đẹp đây. Đẹp anh em ơi, được luôn nha. Uầy, ngon thế. Tính ra bây giờ thắng lại 800 rồi. Ngon nha anh em ơi. Thôi ván này mình sẽ đặt ván cuối này. Ví dụ thắng ấy là vì ở ván cuối, còn không thắng là mình sẽ chơi tiếp. Đấy. Có lúc là mình lúc này mình suy nghĩ là chỉ cần hòa vốn là mình nghĩ thôi mà. Mình bơm vào 4 mê mà, mình cần hòa vốn là mình nghĩ mà. Bây giờ nếu thắng thì ngon thôi. Thắng là nghĩ luôn ấy. Ôi dồi, đéo thắng anh em mà 10 luôn kìa, vãi đạn thật đấy. Tiếc thế. Tiếc thế anh em. 3 mê ván này đi. Đéo biết ván này nó có cho thắng hay không anh em ạ. Cho thắng này ngon luôn, nghĩ luôn. Ai nói cho thắng nó nghĩ luôn anh em. Cho thắng cái nó nghĩ luôn nào. Mình ván này mình đéo dám nhìn vào màn hình luôn đấy. Mình phải che một bên đấy anh em. Đấy rồi, ngon luôn. Perfect game luôn anh em, rời lên 8 mê thôi nghĩ. Ít ra là thắng 2 mê rồi, đúng anh em. Quá là ngon này, thôi thì video này mình stop nha. Anh em nhớ đăng ký thắng, anh nhớ rút tiền cho mình nha. Thôi, video này mình stop, bye bye anh em.